Tập 1. Trưởng quan hành chính quân Nhật Komatsu Miyakedo. Nhà họ Hạ chúng ta kế thừa ngự thiện 300 năm. Thương nhân nhỏ như các cậu làm sao hiểu được. Đặc biệt đến thách đấu, tôi khuyên thật tình thu dọn đi, rồi đi mau đi. Ông chủ Hạ, những năm nay những người đến Dương Gia Lâu chúng tôi so tài nhưng ngưỡng mộ nhiều lắm, cũng không thiếu một người như ông đâu. Hơn nữa, biển hiệu của Dương Gia Lâu cũng không phải là hôm qua mới dựng lên, đúng hay không? Được. Hôm nay thì nấu ăn, mời bà con lối xóm làm chứng. Người thua tự gỡ biển hiệu, quỳ giữa phố, rời khỏi quyền gió nghĩa. Ông chủ Dương, khu Nhật Bản sắp vào thành rồi, mau về đóng cửa lánh nạn đi, đừng thi nấu ăn nữa. Tính mạng quan trọng hơn hay là biển hiệu quan trọng hơn? Trương tiên sinh, mọi người, dù ai đánh vào, dân lấy ăn làm trời, kiểu gì cũng phải ăn cơm, có đúng chưa? Có người đến thách đấu là coi trọng Dương Gia Lâu. Được, vậy thì nấu ăn thôi. Chính là câu này, đã nói đấu là phải đấu, không thì truyền ra ngoài, người ta còn tưởng Dương Gia Lâu sợ sư phụ Hạ rồi. Điện hạ, đội quân thủ thành của quốc dân đảng từ bỏ phản kháng, quân ta đã lấy được thành Võ Nghĩa. Đội trưởng Kimura mời điện hạ vào thành. Bưng món ăn lên đi. Mình dùng thông thả. Thái quân, trưởng quan. Ừ, mấy người chúng tôi đều là thường dân hết. Tôi biết mọi người đều là thường dân thôi, nhưng mọi người tự ý tập trung dựng sân khấu ở đây, ngăn cản quân chúng tôi tiến vào là không được đâu. Dỡ đi. Tôi là trưởng quan cao nhất mới nhậm chức ở Võ Nghĩa, Komatsu Miyakedo. Thái quân, nhà họ Dương và nhà họ Hạ đang thi nấu ăn.
Nghe danh Dương Gia Lâu ở Võ Nghĩa đã lâu, không biết ai là ông chủ Dương Hữu Tính, ngưỡng mộ đã lâu. Nhà họ Hạ ở Thượng Hải cũng là dòng họ nổi tiếng, ngưỡng mộ đã lâu. Sở thích của ta chính là nếm thử món ăn ngon khắp thiên hạ, cũng có chút hiểu biết về món ăn Trung Hoa. Hôm nay may mắn được chứng kiến nhà họ Dương và nhà họ Hạ so tài nấu ăn, không biết ta có chinh hạnh làm giám khảo hay không. Món súp cá chiên Thái Cực Bát Quái này có đặc điểm là ăn vào thơm ngon, mùi vị chua dịu. Súp cá ông chủ Dương nấu không có vấn đề. Món súp của sư phụ Hạ nấu quá nhiều gia vị, thiếu lửa, không phải món ăn ngon. Thứ vô dụng thế này thì giữ lại cũng vô ích thôi. Chỉ cần giữ lại bậc thầy ẩm thực Giết Giang giỏi nhất là đủ rồi. Hữu Tính, ông chủ Dương, rất vui được quen biết anh. Cho dù thế nào thì sư phụ Hạ cũng là tiền bối của chúng ta, chôn cất ông ấy cho đàng hoàng đi. Được. Điện Hạ, kẻ địch thất bại, bây giờ quân ta hoàn toàn quản lý Võ Nghĩa. Có biết tại sao Thiên Hoàng Điện Hạ lại cử ta đến Võ Nghĩa hay không? Xin mời ngài nói. Ta là một hoàng tộc, sở thích lớn nhất là ăn thử các món ăn ngon. Nơi này sản vật phong phú hợp với ta nhất. Người Trung Quốc có nói đời người rất khổ và ngắn. Ta coi Võ Nghĩa là thái ấp của mình, làm đại danh của mình. Điện Hạ sáng suốt. À, sao tiếng súng trong thành vẫn dày đặc như vậy chứ? Nghĩa võ có quan võ hội luôn gây rối, xin Điện Hạ yên tâm, họ sẽ bị tiêu diệt thôi. Đi mau, đừng lo cho tôi, đi đi. Chủ quán, người Nhật Bản chiếm lĩnh toàn thành, bây giờ chỉ còn lại đám người quan võ hội đấu với họ thôi. Sợ gì chứ, chúng ta vẫn luôn bán bình thường mà. Người Nhật Bản là ma quỷ thực thì cũng phải ăn cơm thôi. Hôm nay cậu thấy không có ai, vài hôm nữa lại buôn bán được ấy mà. Đi làm việc của mình đi. Dương Gia Lâu chúng ta ở lâu trên đất Nghĩa Võ, chỗ nào cũng từng đi đến. Đổi thành người Nhật Bản thì cũng thế thôi. Bây giờ quan trọng nhất chính là giữ được nơi này. Những gì khác chúng ta tham gia ít thôi. Anh làm sao? Anh thân với đám côn đồ đầu đường xó chợ kia, có khi anh còn biết cả đám người quan võ hội, cả đảng cộng sản nữa. Sao thì anh bớt chơi với họ chút đi.
tránh xa họ ra một chút. Tiểu Lộ, chúng ta mở quán ăn, không thể nào không kết bạn được. Người đến đều là khách của chúng ta, đều là một chén rượu, một vụ làm ăn nhờ một bữa cơm. Anh biết tự mình tính toán. Đi mau, đi, đi thôi đại ca. Con người của tôi không có sự kiên nhẫn đâu, nhưng mà tôi giữ chữ tín, nói ra tung tích của thủ lĩnh thập tam muội của các anh. Tôi đảm bảo giữ lại tính mạng cho anh. Anh giỡn trò vô bổ này với tôi ít thôi. Từ ngày tôi gia nhập quan võ hội, tôi chưa từng nghĩ đến việc ham sống sợ chết. Anh chỉ là một thương nhân nhỏ thôi. Tôi mong anh đừng có làm khó bản thân. Tôi khai. Đây là do anh tự chọn. Chắc chắn thập tam muội vẫn chưa ra khỏi thành đâu. Đưa quân lục soát toàn thành cho ta, tìm khắp các hộ, không được bỏ qua hộ nào. Dân, con cái chàng bé tí thế này có phải hơi đắc rồi hay không? Tôi mời ông về đổi phong thủy là vì mọi người nói ông có bản lĩnh. Ông đừng có hét giá cao quá. Giá cả này của tôi rất công bằng rồi. Cậu nghĩ xem, cậu đang đổi phong thủy, sau này vinh hoa phú quý của nhà cậu còn không đáng giá bằng một thỏi vàng. Tôi cho cậu xem cẩn thận. Căn nhà của cậu, nóc nhà ở phía đông, nằm ở ngũ hoàng vị. Nóc nhà cao to, ngũ hoàng sát chủ, thất vận ngũ hoàng cũng đều ở phía đông hết. Ngũ hoàng đại sát. Ông đừng nói xa xôi như vậy, ông nói gì thực tế hơn đi. Được. Nóc nhà và ngũ hoàng là đất, là tỳ vị, là gan mật tại chính cung. Điều này chứng tỏ cha của cậu chắc chắn chết vì bệnh dạ dày hoặc bệnh gan và mật. Tại sao lại biết? Đây chính là thuật phong thủy đó. Nào nào nào, mời ông đi bên này. Được. Ông chủ à, trong nhà có việc, xin phép về trước, hôm khác tôi lại đến. Lúc nào cũng chào đón tiên sinh hết. Được được. Đại đương gia bị đánh, không biết đi đâu rồi. Bảo các anh em ẩn thân, nhanh chóng tìm được đại đương gia. Rõ. Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, nấu thịt đông pha nhất định phải coi trọng lửa khi cho bột năng vào. Đừng lúc nào đến giai đoạn cuối cùng cũng mất tập trung. Chủ quán, anh nói xem người Nhật Bản chém giết như vậy, võ quan hội còn có thể đứng vững ở võ nghĩa không? Tôi thấy tập trung nấu ăn đi. Còn nhớ nguồn gốc của món này hay không? Lửa chậm ít nước, đủ lửa sẽ tự ngon. Mỗi ngày thức dậy đơm một bát, bụng no căng như cái trống. Hai câu này nói đến cảnh giới vui vẻ khi ăn món này. Là đầu bếp, khi nấu nướng nhất định phải hòa hợp với món ăn thì mới cảm nhận được. Cậu không cần lo đến sự đối ren bên ngoài. Chủ quán, ông chủ Dương có đó không? Người Nhật Bản. Hoàng gia, muốn ăn gì à? Thái tử của Masu có lời mời. Chỉ là không biết thái tử bảo tôi đến làm gì chứ. Điện hạ, mời cậu nấu ăn cho ngài ấy. Nấu ăn. Xe đang ở bên ngoài, cho cậu thời gian 10 phút. Chủ quán, phải làm sao đây? Hữu Tính, việc này lành ít dữ nhiều. Em thấy anh đừng đi. Không sao đâu.
Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Đi chuẩn bị đồ đạc đi. Yên tâm đi. Hôm qua chỉ bắt được mấy tên phản đảng thuê sao? Dân thưa điện hạ, đám người này nói là phục hưng võ nghĩa, đặc biệt đối đầu với chúng ta, không sợ chết, khó bắt sống. Thủ lĩnh thập tam muội của họ bị thương bỏ chạy, đang truy nã. Bắt được cô ta chỉ là vấn đề thời gian. Điện hạ, trung đoàn trưởng Tịch, đây là trận chiến đầu tiên sau khi anh lên làm trung đoàn trưởng, trung đoàn bảo an. Nghe nói anh tác chiến hết sức anh dũng. Điện hạ có thể làm việc cho ngài là vinh hạnh của tôi. Dưới trướng tôi có hơn 100 anh em, họ đều là nô tài của ngài. Lời vàng ý ngọc của ngài là thánh chỉ. Ngài chỉ đông, chúng tôi sẽ không đi về phía Tây. Trưởng quan Kimura, anh tên là Tịch Bách Lệnh, không đấu được với hoàng quân, nhưng lại giỏi quay đầu đánh người bên mình. Trưởng quan Kimura, ngài thật hài hước. Tôi giới thiệu với trung đoàn trưởng Tịch, đây là Matsushima Otoko, Matsushima Yoko, họ là anh em với nhau. Họ bước ra từ phái Liễu Sinh, là cao thủ kiếm thuật hàng đầu Nhật Bản. Nghe nói trung đoàn trưởng Tịch là cao thủ hàng đầu của nghĩa võ, tôi luôn hết sức kính nể, muốn cọ sát võ nghệ với trung đoàn trưởng Tịch. Ngay bây giờ không biết ý của trung đoàn trưởng Tịch thế nào. Đừng, như vậy không tốt đâu, làm tổn thương quả khí. Tức là anh không để mặt tôi. Đưa đợt tiếp theo lên. Xin các ngài tha cho tôi đi, tôi không phải người của quan võ hội thật mà. Đổ súng. Đưa đợt tiếp theo lên. Tay. Mời. Điện hạ, ông chủ Dương, biết hôm nay ta gọi anh đến đây làm gì hay không? Xin điện hạ chỉ bảo cho. Hôm nay là ngày tốt, quân ta giành được thắng lợi trong việc tiêu diệt quan võ hội. Tâm trạng của ta rất là tốt, muốn mời ông chủ Dương xuống bếp nấu ăn cho ta. Mong ông chủ Dương đừng từ chối ta. Có thể phục vụ cho điện hạ là vinh hạnh của Dương mẫu này.
Ngài Matsushima, hay là chúng ta đừng đấu nữa. Điện hạ, không được, không được. Việc này không hợp quy tắc. Sao tôi có thể ăn cùng bàn với ngài được? Ông chủ Dương, anh từ chối thế này là không để mặt ta đó. Điện hạ, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Mời. Ông chủ Dương, vị này là Kimura Takashi. Chào ông chủ Dương. Chào đội trưởng Kimura. Ông chủ Dương, có câu nấu ăn như làm người. Tuy món ăn nhà họ Dương của anh là ẩm thực chiết Giang trong 8 trường phái ẩm thực lớn của Trung Quốc, nhưng mà cách nấu của anh, đem đếm gia vị đều lấy từ sở trường của nhiều dòng họ. Xem ra ông chủ Dương là người có chí hướng lớn. Mở quán ăn là để kinh doanh. Điện hạ quá khen rồi. Tôi có thể phục vụ cẩn thận những khách hàng đến Dương Gia Lâu ăn cơm. Tôi đã cảm kích lắm rồi. Lời của ông chủ Dương cũng có lý đó. Nhưng tôi muốn hỏi cậu, nếu người của quan giáo hội đến ăn cơm, cậu cũng tiếp đãi như vậy? Đội trưởng Kimura, anh không thể nói như vậy được. Dù tôi có mấy lá gan cũng không dám đối đầu với điện hạ và các anh đâu. Ông chủ Dương, chúng ta cùng cạn chén. Vì hôm nay đội trưởng Kimura tiêu diệt quan võ hội. Ông chủ Dương, cạn. Mời ông chủ Dương ngồi. Ngồi đi Kimura. Điện hạ, điện hạ, ba người này bị nghi là thành viên quan võ hội, hiện đã bắt giữ, mời ngài ký tên xử bắn. Ông chủ Dương, anh thấy đáng tiếc hay sao? Tôi chỉ cảm thán mạng người đáng quý. Ta nghe nói ông chủ Dương lương thiện, sợ sát sinh, sợ nhìn thấy máu. Chẳng lẽ việc này là thật? Một đầu bếp mà lại sợ nhìn thấy máu. Ông chủ Dương, anh thú vị thật đấy. Anh ấy nói không thể nhìn máu. Điện hạ, ngài nói xem, ba người này có phải phản đảng hay không? Phụ thuộc vào một câu nói của điện hạ thôi. Ông chủ Dương, chú ý thân phận của cậu đó. Câu này của ông chủ Dương không sai đâu. Ta có thể quyết định họ có phải phản đảng hay không. Thế này đi, ông chủ Dương, họ có phải phản đảng hay không, có thể giữ bạn sống hay không, phụ thuộc vào biểu hiện của anh đó. Trong nửa tiếng, anh phải nấu 3 món. Một món ăn đổi lấy một mạng người. Nếu như anh không nấu ra được, Kimura,
tính mạng của ông chủ Dương cũng phải ở lại đây. Điện hạ, trong thời gian ngắn như vậy có thể nấu được món nào chứ? Trò chơi đã bắt đầu rồi, anh không thể nào rút lui được đâu. Ta đùa thôi, thế mà anh lại tưởng thật. Đi hả? Nghe cậu món đi. Được. Gạo nếp, nho, táo đỏ, canh gà rau nhúc, chủ quán, canh này không có ức gà, hay là về quán lấy đi. Về phải mất nửa tiếng, lâu quá đi. Vậy thì phải làm thế nào? Lấy mỡ gà cho tôi. Đầu sứa đỏ thơm giòn. Đầu sứa đỏ thơm giòn. Đúng vậy, sữa đó gặp mỡ nóng sẽ tan. Đây chẳng phải lấy mạng chúng ta hay sao? Làm thứ khác, lát nữa tính sao. Ta rất tò mò, anh ta nấu món đầu sứa đỏ thơm giòn này thế nào đó. Thái tử Komatsu đúng là không coi người khác ra gì. Một mạng người không bằng một món ăn. Ông chủ Dương đúng là đúng giờ đó. Đây là gì? Đầu sứa đỏ thơm giòn. Người Yamato sống nhờ biển, ăn thức ăn của biển. Anh lấy bột mì lừa ta. Nực cười. Điện hạ bất giận, ngài cắt ra xem sao. Quả nhiên là khác biệt. Món ăn Trung Quốc coi trọng sắc, hương, vị. Món ăn này mang màu hoàng kim, khiến người ta có cảm giác muốn ăn. Mùi thơm sau khi chiên hết sức nồng đậm. Chỉ là mùi vị này không giống sứa đỏ tan trước đó. Có phải cho hơi ít mỡ hay không? Điện hạ đúng là bậc thầy món ăn ngon. Bình thường sứa đỏ thường được trộn với dầu mè, nhưng điện hạ, món đầu sứa đỏ thơm giòn này tôi không cho dầu vào. Bột phần lên bánh tráng, trong quá trình chiên dầu tự nhiên sẽ thấm vào, hình thành dầu vừng hết sức tươi ngon, cũng khiến sứa đỏ trong suốt. Nếu quá nhiều dầu sẽ khiến sứa đỏ biến dạng, thậm chí tan ra, ảnh hưởng đến khẩu cảm. Không biết ông chủ Dương dùng cách gì? Tôi dùng da cá trộn 5 loại rong biển mùi vị khác nhau, đun cho nó đông lại, lại nhét sứa đỏ vào bên trong, lại bọc nó vào trong bánh bột mì, rồi tiến hành chiên. Như vậy
vừa có thể giữ được hình dáng linh hoạt của sứ đỏ, lại có thể khiến sứ đỏ bị nóng do nhiệt độ cao mà ảnh hưởng đến khẩu cảm, nên mới có mùi vị khác biệt Điện Hạ nói đến đó. Ông chủ Dương, anh đúng là bậc thầy ẩm thực Chiết Giang số 1. Món ăn này rất ngon. Nếu Điện Hạ thấy thích thật, từ giờ trở đi món đậu sứ đỏ giòn thơm này trở thành món chiêu bài của Dương gia lâu. Nếu như Điện Hạ muốn thì có thể đến ăn bất cứ lúc nào cũng được. Được. Ông chủ Dương, có phải anh quên cho đường vào món này hay không? Điện Hạ, sau khi đun lửa nấu táo đỏ thì bản thân nó đã có vị ngọt rồi, lại trung hòa với gạo nếp, tự mang hương thơm mát. Cách làm của tôi là không bao giờ cho đường, chuyện gì cũng vừa đủ thôi. Xưa nay Trung Quốc luôn coi trọng sự vừa đủ, để lại vài phần dư thừa. Lợi mình lợi người đều có lợi. Ông chủ Dương, anh đang mượn món ăn nói lý lẽ với tôi hay sao? Món tiếp theo. Ông chủ Dương, mùi vị của gà xé sợi hình như không đúng lắm, hơi giống với ván đậu khô xé sợi. Ván đậu khô xé sợi. Canh gà rau nhút được làm từ gà xé sợi và nước dùng. Anh dùng ván đậu khô xé sợi, món ăn này không được tính. Cậu dám lừa dối Điện Hạ hay sao? Điện Hạ, Điện Hạ có điều không biết. Gà xé sợi đổi thành ván đậu khô xé sợi là cải tiến mới nhất của Dương gia lâu chúng tôi. Nói kỹ hơn đi. Điện Hạ, Dương gia lâu chúng tôi phù hợp với mọi nhà, luôn đưa ra món ăn mới. Chiên ván đậu khô bằng mỡ gà rồi làm lạnh, mùi vị dường như không khác gì gà xé sợi, thậm chí là còn ngon hơn nhiều. Mức độ lớn nhất là tạo được mùi vị gốc của rau nhút, khiến cho món canh này càng tươi đậm đặc hơn. Quả nhiên là như vậy. Sao ta có thể không biết được chứ? Đội trưởng Kimura cũng chỉ đùa anh thôi. Dân dân dân. Điện Hạ hiểu rộng biết nhiều, sao kẻ tiểu nhân có thể so sánh được à? Thật ra đời người như món ăn, có lúc đổi góc độ là bầu trời rộng lớn. Ông chủ Dương, ba món ăn này của anh đối ba mạng người ở chỗ chúng ta, ta sẽ giữ lời. Thả người. Dân. Cảm ơn Điện Hạ. Cảm ơn tướng quân Kimura. Điện Hạ không cần đích thân đi tiễn tôi đâu. Ông chủ Dương là bậc thầy hàng đầu của ẩm thực Chiết Giang. Ta muốn xây dựng anh thành công dân gương mẫu của Dõng Dĩa. Tất nhiên không thể chậm trễ được. Dân ạ. Ông chủ Dương, anh sợ người của quan võ hội biết đến gây rắc rối cho anh hay sao? Dạ tất nhiên không phải rồi. Dương mẫu chỉ sợ bản thân ít học, khó đảm nhận trọng trách này thôi. Ông chủ Dương yên tâm đi, nếu như họ đến làm khó anh thì ta sẽ không bỏ qua cho họ đâu. Dân ạ. À đúng rồi, nghe nói hai hôm nữa là kỷ niệm 5 năm thành lập Dương gia lâu, ta sẽ đích thân đến dự. Anh có chào đón ta hay không? Tất nhiên tôi sẽ chào đón rồi. Tôi xin cảm ơn Điện Hạ trước ạ. Vậy Điện Hạ, tôi xin phép. Mời. Dừng xe. Ôi, ông chủ Dương, không cần kiểm tra, không cần kiểm tra đâu.
Anh xem, anh nói gì vậy? Anh cứ làm theo quy tắc. Cần kiểm tra cứ kiểm tra, không được làm loạn quy tắc. Kiểm tra ai cũng không thể kiểm tra anh được. Nghe nói mấy hôm nay điện hạ của Bác Su liên tục mời anh đến hành cung, ai mà dám kiểm tra? Hình như là chủ quán của Dương Gia Lâu. Đây là đại hán Giang. Nhà họ Dương mất hết mặt mũi vì hắn rồi. Không thể nói bừa được đâu. Không thể nói bừa. Tôi là đầu bếp đúng không? Đây không gọi mời. Đây là tôi nhận được lệnh đến hành cung nấu bữa cơm. Là nhận được lệnh thôi. Ông chủ Dương, anh đừng có khiêm tốn với tôi. Nấu cơm bây giờ phải gọi người nấu cơm là ngự trù. Sau này anh sẽ là tâm phúc trong mắt điện hạ thôi. Có khi không biết lúc nào tôi lại có việc cần nhờ anh. Mời. Cho đi. Chủ quán, chúng ta đến chỗ thái tử. Cô Mát Su, anh xem, bà con ai cũng có ý kiến với chúng ta. Tôi là đầu bếp, nấu cơm cho người khác là việc đương nhiên. Họ thích nói gì thì nói đi. Lục soát cho kỹ, không được bỏ sót nhà nào hết. Hai người các cậu qua bên kia. Hai người các cậu đi qua bên kia. Bên đây. Thiên đường hưởng đại phúc, cứu vớt vong linh. Có người nhìn thấy quấy vào tiệm đồ cổ. Nhưng mà bên ngoài tiệm đồ cổ toàn là người Nhật Bản thôi. Biết rồi, thông báo xuống dưới, tùy cơ ứng biến đi. Thiên đường hưởng đại phúc, cứu vớt vong linh. Chủ quán, đó chẳng phải là lão Miêu suốt ngày đến Dương Gia Lâu ăn trực hay sao? Cứu vớt vong linh. Lão Lý, dừng xe lại, cho đội đưa tang qua. Thiên đường hưởng phúc. Bên trong không có người. Bình tĩnh, bình tĩnh nói. Ông không có mắt hay sao? Tại sao ông lại ném pháo lên trên xe chúng tôi? Đưa người đến hoàng tuyền là quan trọng nhất. Ông không biết lý lẽ hay sao vậy? Anh Miêu nói đúng đó. Người đã khuất quan trọng nhất. Xin lỗi, xin lỗi. Một chút tấm lòng coi như là chút an ủi với người nhà của người đã khuất. Cậu làm gì vậy? Cậu muốn hối lộ tôi hay sao? Không được nha. Tôi nói cho cậu biết, cậu không có lỗi gì với tôi hết, mà có lỗi với họ đó. Các cậu quấy nhiễu quỷ hồn. Người đã khuất khó thăng thiên. Các người phải dập đầu với từng người để an ủi vong linh của người ta. Ông được đằng chân lên đằng đầu đúng hay không vậy? Ai được đằng chân lên đằng đầu? Các anh chặn đường. Cậu thấy mình có lý lẽ nào hay sao? Dừng, dừng lại đi. Các người có lý lẽ hay không vậy? Các người có lý lẽ hay không? Quân gia, ngài xét xử giúp. Đám người này còn lừa đảo giữa phố. Kẻ xấu lại cáo trạng trước hay sao? Là các cậu không tôn trọng người đã khuất. Không tôn trọng trời đất thì có. Cậu có biết làm người đừng làm những chuyện hổ thẹn với lòng hay không? Ngẩng đầu ba thước đều có thần linh. Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Sớm muộn gì cũng phải nhận quả báo. Đúng rồi đó. Không được cãi nhau. Không nghe lời, tôi sẽ nổ súng.
Không dám, không dám. Nghe quân gia, Lục Tử, chúng ta đi. Có người cố ý gây chuyện khác thường, đừng tham gia. Thái quân, bây giờ có các ngài, nếu các ngài đến chậm một bước thì chúng tôi sẽ bị mấy kẻ ác này chà đạp mất thôi. Ngài xem, việc này chúng tôi không có gì nhiều, tôi cũng không có gì cảm ơn ngài hết. Thế này đi, tôi cầu phúc cho ngài nha. Ác giả ác báo, thiện giả thiện báo. Không phải không báo, vẫn chưa đến lúc. Vẫn chưa đến lúc. Khởi linh. Chúng ta đi thôi. Đi, đi thôi. Xuống đi. Ngoan ngoãn cho tôi. Ngoan ngoãn.